Thưa quý vị, tập đoàn Intel cắt giảm việc làm. Theo công bố của công ty sản xuất chipset Intel, trong thời gian tới, họ sẽ cắt giảm khoảng 5% nguồn nhân lực trên toàn cầu do thị trường PC có xu hướng sụt giảm. Điều này có nghĩa là sẽ có khoảng 5.000 trong tổng số 107.000 người đang làm việc cho Intel trên phạm vi toàn cầu sẽ bị mất việc làm trong thời gian tới. Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Intel cho biết kế hoạch cắt giảm sẽ được thực hiện từ nay cho đến hết năm 2014 và đây là một phần của kế hoạch sắp xếp lại nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho mô hình kinh doanh mới. Intel cũng cho biết họ không muốn đưa ra thông báo buộc sa thải mà hy vọng sẽ có một số trường hợp tự nguyện đưa đơn từ chức hoặc xin phép nghỉ hưu. Được biết vừa qua, Intel phải hoãn việc đi vào hoạt động của nhà máy sản xuất chipset mới mang tên Fab 42 ở tiểu bang Arizona. Đây là một trong ba địa điểm từng được hãng lập kế hoạch nâng cấp nhằm tăng sản lượng chipset cung cấp ra thị trường. Trước đó không lâu, cả hai hãng nghiên cứu thị trường IDC và Gartner đưa ra thông báo về tình hình kinh doanh PC toàn cầu trong năm 2013. Kết quả doanh số bán ra của PC sụt giảm mạnh.